chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món cháo dành cho bé, đó là mình sẽ làm cháo nghêu nấu với rau mùng tơi. Ở đây mình chuẩn bị là khoảng 150g nghêu và khoảng 10 con cho một chén cháo. Một chén cháo mình đã nấu sẵn. Một nắm rau mùng tơi. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện món cháo nghêu nấu rau mùng tơi cho bé. Nghêu cung cấp rất nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là các chất sắt, kali và rất là giàu khoáng chất dành cho bé. Nên là một tuần các mẹ chỉ nên cho bé ăn từ 1 đến 2 lần. Đối với nghêu này thì mình sơ chế cũng rất là dễ dàng. Mình chỉ cần ngâm cho nó sạch. Và bây giờ thì mình sẽ mang đi, mình luộc sơ nghêu lên nhé. Mình sẽ cho nghêu vào nồi và mình cho khoảng xâm sắc nước, khoảng nửa chén nước và mình luộc nghêu. Mình luộc sơ qua. Nghêu này ở trong Nam gọi là con nghêu, còn ở ngoài Bắc nó có tên khác gọi là con ngao đó các mẹ. Thế thì mình đã làm bài hết. Đây mình luộc nghêu, cho nghêu mở miệng ra và sôi lên là được rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắc xuống và mình lấy nghêu ra. Lọc lấy cái phần nước trong mà mình luộc nghêu để lát nữa mình nấu cháo nhé. Đây mình sẽ lấy khoảng nửa chén nước luộc nghêu, khoảng nửa chén nước luộc nghêu như thế này để lát nữa mình sẽ nấu với cháo nhé. Cháo của mình nấu sẵn nhưng mà cháo của mình bị đặc á, nên là mình lấy nước luộc nghêu này mình nấu cùng để cho cái cháo của mình nó thơm ngon hơn. Và mình đổ cái phần cạn này đi. Bây giờ cái nghêu này thì mình sẽ mang đi mình băm nhỏ nhé. Mình nếu các mẹ mà ngâm chưa sạch thì mình có thể rửa lại một lần để cho nó ra hết cái cát. Còn nếu mà nghêu mà nó đã sạch như thế này rồi thì mình có thể băm luôn nhé. Mình không cần phải rửa lại nữa nhé. Mình sẽ mang đi băm. Đây, các mẹ mình đã băm xong cái nghêu và mình băm thêm một chút hành tím nhé. Để mình bây giờ mình sẽ xào qua cái nghêu đây nhé. Rau mồng tơi thì mình cũng đã băm nhuyễn. Đây là nước luộc nghêu khi nãy. Bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ xào cái nghêu lên nhé. Mình sẽ cho vào đây một chút dầu ăn của bé. Mình dùng dầu ăn kích đi nhé các mẹ. Thì nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Các mẹ không nên kén ăn quá cho bé là sau này bé sẽ kén ăn. Mình phi thơm lên, mình cho cái phần nghêu mà mình đã bằm sẵn vào. Khoảng một giọt nước mắm thôi. Mình hạ cho nó lửa nó nhỏ lại. Đây mình chỉ cho một chút xíu nước mắm bằng đầu đũa thôi. Tại vì cái nghêu này, nước nghêu nó cũng hơi hơi có vị đậm đậm á. Và một xíu vậy là mình xào như vậy là được rồi. Mình sẽ bỏ ra ngoài nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho cháo lên bếp.
à, mình sẽ cho cái phần nước nghêu mà khi nãy mình luộc vào, mình nấu cho sôi cháo lên nhé. Tùy vào cái ăn cái chế độ ăn của các bé loãng hay đặc mà các mẹ cho nước nghêu vào nhé. Nếu mà các nhà các mẹ bé ăn đặc thì mình cho ít cái nước nghêu này thôi, còn nếu mà bé ăn loãng loãng thì mình cho vào ăn để tùy vào cái mức độ ăn của bé. Rồi mình nấu thì nó sôi lên. Cháo của mình đã sôi lên rồi nè các mẹ, mình cho cháo nó sôi lên rồi mình sẽ cho cái rau này vào trước. Mình đã cho cái dầu ăn vào nghêu mình nấu với cùng với mình xào cùng với nghêu rồi, nên là cái cháo này mình không cho thêm dầu ăn nữa nhé. Rồi, vậy là được rồi đó. Rau này của mình cũng rất là nhanh chín thôi, cháo nó sôi như vậy là mình chỉ cần bỏ rau vào một hai chút là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cháo ra và mình trộn cùng với nghêu mà mình đã xào nhé. Mình sẽ cho cháo vào nhé. Đây, vừa đủ một chén, nếu mà mình thì thường thường bấy giờ mình sẽ ăn được một chén này. Cho bé ăn thì mình sẽ trộn cùng nhé. Vậy là mình đã vừa hoàn thành một chén cháo nghêu nấu rau mùng tơi rất là dinh dưỡng dành cho bé. Hy vọng là với món cháo nghêu và nấu rau mùng tơi này thì các bé sẽ có những bữa ăn ngon miệng. Chúc mẹ và các bé sẽ có những bữa ăn và có những thực đơn dinh dưỡng dành cho bé yêu của mình nhé. Video làm món cháo nghêu nấu với rau mùng tơi của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các mẹ.